sau. Và thậm chí là Việt Nam chúng ta có được một tinh thần mà nói đang lên, sáu trận toàn thắng, tám bàn và mất trận lọt được hai bàn mà thôi. Rồi với những cầu thủ của Cộng Hòa thì nó càng tiến thêm liệu thông tin về mặt tinh thần cho Việt Nam. Cố gắng để thực hiện một vài động tác thể dục thông đồng.